Xin chào quý khách hàng, hôm nay Xevila trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một sản phẩm đang rất được ưa chuộng trên thị trường, đó chính là bếp từ Xevila SVN15. Bếp từ N15 sở hữu mặt kính cường lực căng gơ đen nguyên khối cao cấp, không chỉ đẹp mắt mà còn rất bền bỉ, dễ dàng vệ sinh. Nhưng điều làm nên sức hấp dẫn của bếp từ SVN15 chính là những tính năng vượt trội, giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ chính xác, tiết kiệm 40% điện năng nhờ công nghệ dual inverter, bảng điều khiển cảm ứng nhạy bén, dễ sử dụng, giúp bạn lựa chọn công suất nấu và các chức năng một cách nhanh chóng. Khu vực nấu của bếp cũng được thiết kế khoa học với hai vùng nấu rộng, đáp ứng nhu cầu nấu nướng đa dạng của gia đình. Mỗi vùng nấu đều có công suất lớn, giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu nướng đáng kể. Vùng nấu ký hiệu hình vuông vân nổi sẽ hạn chế chảy xước và cháy khét vì đây là khu vực chuyển nhiệt và tiếp xúc nhiều nhất với dụng cụ nấu. Các tính năng nấu ăn thông minh, hữu ích chắc chắn bạn sẽ thường xuyên sử dụng như hẹn giờ, tạm dừng, khóa, giữ ấm, booster. Lựa chọn SVN15, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với những tiện ích mà nó mang lại. Sở hữu sản phẩm ngay hôm nay để có trải nghiệm nấu ăn tuyệt vời. Và còn một điều tuyệt vời hơn nữa, đó là SVN15 đang được bán với mức giá vô cùng yêu thương. Các anh chị có thể mua SVN15 tại tất cả các đại lý ủy quyền của Xevila trên toàn quốc, hoặc để lại bình luận bên dưới video này, và cũng có thể điện thoại trực tiếp cho em Toàn các anh chị nhé.